tên bị cấm đặt ở Việt Nam, không đặt tên con có số, ví dụ Nguyễn Văn Chín hay Lê Thị Mười, mà phải chuyển tất cả dạng số thành dạng chữ. Không đặt tên con có những ký tự đặc biệt, ví dụ như Đinh Văn Thăng hay Phạm A Còng, mà cũng phải chuyển những ký tự đặc biệt sang dạng chữ. Không đặt tên con với ý nghĩa xấu, bạn có thể đặt tên con là Trương Thành Công, nhưng không được đặt tên con là Trương Thất Bại. Bạn cũng có thể đặt tên con là Trần Thị Tuất, nhưng không được đặt tên con là Trần Thị. Không được đặt tên con giống người nước ngoài, ví dụ như Admin Kha hay là Minh Inter. Sao em vẫn được? Chứng minh thư thì không được đâu. Những cái sau không bị pháp luật Việt Nam cấm, nhưng người ta cũng rất ít dùng khi để đặt tên con. Cụ bạn tên là Dương thì bạn không đặt tên con bạn là Dương được. Bạn cũng không nên đặt tên con khó phân biệt giới tính. Ví dụ bạn là nam nhưng bố mẹ bạn là đặt tên cho bạn là Hoàng Thị Hồng. Cũng không nên đặt tên con quá kêu như là Huỳnh Đại Gia hay là Lê Kiều Nữ. Không nên đặt tên con dễ bị nói lái theo những nghĩa xấu, ví dụ như là Nguyễn Tiến Tùng, Trần Hải Dớ hay Lê Hùng Nắng. Ngoài ra nữa thì